giàu có nhưng mà sống rất là cô đơn. Những năm bạn sống ở đây, chị nghĩ cô bạn lại ghé thăm bà có vài lần nữa thôi ạ. Và bạn đã mất năm 1963. Lúc mà bà mất thì không có một người thân ruột thịt bà bên cạnh bà cả. Chỉ có hai cô hầu gái ở bên cạnh bà mà thôi. Các con của bà lúc bấy giờ thì đang học tập và làm việc tại Paris. Còn vua Bảo Đại thì đang sinh sống tại miền Nam nước Pháp ạ. Thì bên cạnh là hình ảnh của nấm mộ năm của Nam Phương Hoàng hậu được đặt tại một nghĩa trang gần ngôi nhà thờ cổ ở Charinac nước Pháp. Và nhìn vào nấm mộ thì chúng ta có thể thấy rất là đơn sơ ạ. Không ai nghĩ đây là một nấm mộ của vị hoàng hậu nước Việt Nam ạ. À, tại dưới này thì đây là một số các bức thư của Nam Phương Hoàng hậu đã viết về cho vua 149 từ Pháp gửi về ở Đà Lạt ạ. Những bức thư thì nội dung chủ yếu nói về tình hình học tập của các con, nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ đất khách quê người và hỏi thăm về từ cung Thái hậu ạ. Dạ, mời quý anh chị chúng ta sẽ đi chụp các con nhé. Dạ, phía bên ngoài này thì đang có một số tấm hình của gia đình Nam Phương Hoàng hậu. Đặc biệt thì tại đây có một tấm hình ạ. Đây là tấm hình của Nam Phương Hoàng hậu chụp với hai người con của mình trước cửa dinh thự này ạ. Điều đó thì chứng tỏ là Nam Phương Hoàng hậu đã sinh sống ở đây ạ. Và trong quá trình sinh sống với vua Bảo Đại thì bà đã hạ sinh cho ông 5 người con ạ. Đây là hình ảnh của 5 người con của Nam Phương Hoàng hậu ạ. Người con trai đầu là Đông Phương Hoàng Thái tử Bảo Long, ba cô công chúa là Phương Mai và hoàng tử Úc là Hoàng Nam Bảo Thắng. Hiện nay thì chỉ còn hai cô công chúa đang sinh sống tại nước ngoài ạ, và còn ba người con của bà thì đã mất rồi. Mình sẽ di chuyển vào phòng tiếp khách thân mật của gia đình. Mình dạ, trong phòng này thì có một số các hiện vật là hiện vật của hiện vật cùng thời, cũng như có một số các hiện vật là gia đình của ông bà nội họ. Gia đình mình di chuyển vào chỗ này ạ. Phía bên này là một số các hiện vật của gia đình ông bà Nguyễn Hữu Hào, như là hộp xì gà Havana, cỡ xì gà nổi tiếng của Cuba, xô để đựng rượu trong băng cho bữa tiệc, hay là một bếp cồn để hâm nóng thức ăn. Ngoài ra thì trong phòng này có một số các hình ảnh của gia đình ông bà Nguyễn Hữu Hào ạ. Thì ví dụ như là hình ở ngoài cùng ạ, là hình của Thái tử Bảo Long chính thức được ghi vào gia thả hoàng tộc Triều Nguyễn. Tấm hình thứ hai sẽ là tấm hình của hoàng tộc Triều Nguyễn chụp tại điện Kiến Trung Huế, và phía bên này là một tấm hình của vua Bảo Đại đi săn cùng với chiến lợi phẩm của mình chụp tại thành phố Đà Lạt ạ. Các anh chị để ý một tí xíu cái độc đáo trong cái kiến trúc của cả dinh thự này là tất cả các phòng đều có là sự điều hết. Mỗi là một kiểu. Kiến của bà kiến của cửa sổ đứng máu mà. Đâu? Nước sơn. Cái này là phải dầm lại miền Nam không anh? Không, cái là cái gì? Lỗ bộ này. Cái dầm sùn không miền Nam. 1, 2 Lỗ bộ. 9 Bộ lỗ bộ. Đây thì ấy rồi. Công cụ đi săn có cái súng đó cái nhà này công cụ này, cái này là đúng rồi, này giờ nãy anh Vích nói đúng rồi, chắc là phương tiện đi chơi đi săn, còn này công cụ đi săn, phương tiện để bơi dì dầm lỗ bộ dùng sông nước nè. Ở dưới này là khúc chạm chỗ cực kỳ tinh vi. Gõ xưa là nó lạnh lắm, không phải như giờ. Muốn dễ rồi mẹ con. Theo ăn theo cái kiểu Pháp mà. Nĩa không à, không có đũa. Nĩa rồi. Nĩa phòng ngủ hả? Dạ, phòng ngủ trên lầu.
Dạ mình di chuyển lên cầu thang ạ. Mình di chuyển lên cầu thang. Trang phục công vua ha chứ. Công hoàng hậu. Hả? Công hoàng hậu. Công hoàng hậu. Rồi rồi. Này này là dinh của bả mà. Dinh bả. Dinh Bảo Đại thì mới. Đây là phòng là riêng của trang công hoàng hậu ạ. Và khi mà vua Bảo Đại họ cưới bà thì ông đã cho bà một chỉ dụ, cho bà được khép mặc phục sức màu vàng, màu mà vốn chỉ dành cho hoàng đế ạ. Tại đây thì có một bộ triều phục, phục chế lại, phục chế lại được với triều phục mà Lan Phương hoàng hậu đã mặc trong ngày lễ tấn phong ạ. Phía bên cạnh thì cũng có một số bộ trang phục được phục chế lại được với trang phục mà Lan Phương đã mặc trong cuộc sống hàng ngày đó. Dạ, cái này thì đa phần là hàng kiểu thôi ạ. Dạ đúng rồi. Phục chế lại. Dạ đúng rồi. Và Lan Phương hoàng hậu cũng là vị hoàng hậu đầu tiên trong lịch sử triều đại phong kiến được phong làm hoàng hậu ngay sau khi cưới đấy ạ. Các vị hoàng hậu khác thì chỉ khi họ mất đi họ mới truy phong làm hoàng hậu ạ. Quá đẹp. Dạ. Có ba người con. Di chuyển sang phòng thứ hai ạ. Phòng thứ hai là phòng của Đông cung hoàng nhà Tử Hà Long, người con trai đầu của Đông cung hoàng hậu. Bây giờ chúng ta sẽ đã di chuyển vào phòng thứ hai, phòng của Đông cung thái tử. Nghe giống ở Đông cung thái tử. Dạ, mình di chuyển trong đi ạ. Dạ. Dạ, đây là phòng của Đông cung hoàng thái tử Bảo Long. Ông có tên đầy đủ là Nguyễn Phúc Bảo Long. Ông sinh năm 1936 tại Huế. Và vào lúc mà ông sinh ra thì tại Huế có bắn 7 tiếng súng thần công để báo hiệu là Lan Phương hoàng hậu đã sinh hạ hoàng tử ạ. Và lúc nhỏ thì ông đã học tại Đà Lạt. Và năm 1947 thì Lan Phương hoàng hậu đã đưa ông và các con của mình đã qua Pháp để sinh sống. Và tại Pháp thì ông cho bà cho ông học trong một trong hai môi trường nổi tiếng nhất thành phố Bao nước Pháp lúc bấy giờ ạ. Và năm 1954 thì ông chính thức gia nhập vào quân sự quốc gia Pháp. Và đây là hình ảnh của ông trong bộ trang phục của trường võ bị quốc gia Pháp ạ. Về sau thì ông được điều sang Algeria làm nhiệm vụ và phong cấp hàm đại lý. Và sau đó ông giải ngũ và làm việc tại một ngân hàng thuộc miền Nam nước Pháp. Theo một số thông tin thì ông không có vợ và cũng không có con. Khi ông đã mất năm 2007 cách cha của mình 10 năm ạ. Tức là vua Bảo Đại mất năm 1997. Và ông mất năm 2007. Và khi ông mất thì số tài sản của ông để lại cho em của mình đó là Hoàng tử Bảo Thăng. Và Hoàng tử Bảo Thăng thì cũng đã mất năm 2017 rồi ạ. Tại đây thì có một chiếc tủ sách và một chiếc bàn học là bàn là hiện vật của ông ạ. Trên chiếc bàn học này thì có hình của một cuốn văn thư, một thanh kiếm và hai chữ Bảo Long. Nhằm nhắc nhở ông sau này sẽ là người kế nghiệp ngôi vua, do đó ông phải là người văn võ song toàn ạ. Dạ đúng ạ, đây là hiện vật của ông ạ. Mình sẽ di chuyển sang phòng tiếp theo ạ. Đây sẽ là phòng phòng Đây là phòng này ạ.
bị cho khách cái phòng này là căn phòng của chị hết ạ. Phòng của ông bà Nguyễn Hữu Hào, bố mẹ của Nam Kim Hào. Này phòng khách. Nước trước lạnh hết, lạnh giống như nước ngoài hả? Dạ. Ngày xưa lạnh ạ, mình sẽ đốt lò sưởi và có đường thông khói hết ạ. Dạ. À, đây là hình ảnh của gia đình của ông Nguyễn Hữu Hào ạ. À, ông Nguyễn Hữu Hào cùng bà Lê Thị Bình và hai người con gái. Người con gái đầu của ông là anh này Nguyễn Hữu Hào, cô này thì đã kết hôn với một bà ước người khác. Và người thứ hai là Nam Phương Hoàng hậu của chúng ta. Vào năm 1937 thì ông Nguyễn Hữu Hào được phong làm Long Mỹ Quận Công và bà Lê Thị Bình được phong làm Nhất Phẩm Phu Nhân. Và cùng năm đó thì ông Nguyễn Hữu Hào đã mất vì căn bệnh tuổi già và lăng mộ của ông thì được đặt ở một hòn đồ trên thác Cam Ly, gần thác Cam Ly. Tại căn phòng này cũng là phòng có diện tích lớn nhất và tại phòng này thì anh chị có thể nhìn thẳng ra hồ Xuân Hương nhé. Ông chọn một vị trí để xem những dinh dưỡng rất là đẹp ạ. Hồ Xuân Hương. Phong cảnh này view rất đẹp nhất rồi. Không, này che kính rồi. Hồ Xuân Hương đâu thấy đâu. Xa lắm, xa lắm. Nguyễn Phúc. Nguyễn Phúc hết rồi. Bây giờ do hiện đại quá cho nên không còn cảnh quan và toàn vàng như ngày xưa nữa. Không thấy được Hồ Xuân Hương. Cái máy nghe nhạc của thầy Pháp. Cái đĩa đó nè. Dạ, mình sẽ như chị. Tại đây thì có hình của lăng mộ của ông Nguyễn Hữu Hào ạ. Lăng mộ của ông được xây liên tục trong vòng 4 năm, từ năm 1937 cho đến năm 1941 ạ. Và bên cạnh thì có một tấm văn bia của hai người con gái đồng tính lộc để bày tỏ lòng hiếu thảo của mình. Tại đây là những đây là ảnh chụp của tấm văn bia đó ạ. Phía bên cạnh là bản dịch của nó ạ. Dạ, đây là mộ của Nguyễn Hữu Hào. Dạ, tại đây thì còn một tầng 3 nữa trong các trường chỉ thì rất tiếc là cái nó không được. Dạ, đúng rồi ạ. Dạ, đúng rồi ạ. Dạ, đúng rồi ạ. Dạ, đây là đối phương ta sẽ đi bầu, giờ vậy là hữu tốt nghe. Bà không khoái rồi đó. Em nào ở đây không chứ? Dạ, em làm đây hơn 2 năm rồi ạ. Trước làm ở đâu? Dạ, trước thì em đi dạy thôi. Dạ, dạ, về sếp về giảng viên hay là... Dạ, bây giờ là em là giảng viên. Dạ. Để tuyển vô hay là... Dạ.